Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 7 tháng 9, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/h. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thêm. Đến 4 giờ ngày 9 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 101,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực phía Tây Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ, độ rủi ro cấp 3. Trên biển, vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Trên đất liền, khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 2-3 mét, từ chiều 8 tháng 9, sóng giảm dần. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ sáng sớm 8 tháng 9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Phía Tây Bắc Bộ từ sáng sớm ngày 8 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Bão số 3 ra khỏi trung tâm Hà Nội, cảnh báo ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 22 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Hà Nội đã không còn gió giật mạnh và mưa to như chiều 7 tháng 9. Đến 10 giờ ngày 8 tháng 9, bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 103,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc rồi suy yếu và tan dần trên khu vực Thượng Lào. Trao đổi với báo chí lúc gần 23 giờ ngày 7 tháng 9, ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn gây ra sạt lở đất, lũ, lũ quét, ngập lụt tại các đô thị với hàng loạt tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Hà Nội và các tỉnh Trung Du, Tây Bắc Bộ do hoàn lưu bão số 3 gây nên. Theo ông Dũng, do ảnh hưởng bão số 3, hiện tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình và Hà Nội đã có mưa rất to, với tổng lượng mưa đo được từ 150-200mm, đặc biệt có những điểm trên 300mm. Cụ thể, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 7 tháng 9 có nơi trên 200mm như Phủ Dực, Thái Bình 414,4mm, Đông Triều, Quảng Ninh 221,6mm, Xuân Thủy, Nam Định 218,8mm, Lương Tài, Bắc Ninh 217,8mm, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 207,8mm. Dự báo trong đêm 7 tháng 9 và ngày 8 tháng 9, tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, do đó nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa. Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng thì từ nay cho đến ngày 9 tháng 9, trên các sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và sông Hoàng Long,
sẽ xảy ra một đợt lũ với mức báo động lũ là báo động 1, báo động 2. Do tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tiếp theo, vì vậy cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các thành phố, khu đô thị và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội. Quảng Ninh mưa lớn, nhiều nơi vẫn mất điện sau bão Yagi. Từ đêm 7 tháng 9 đến sáng 8 tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 3, bão Yagi, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có mưa rất to. Nhiều tuyến đường tại thành phố này vẫn ngổn ngang sau khi bão càn quét. Theo dự báo, ngày 8 tháng 9, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Ba Chẻ, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, huyện Bình Liêu, huyện Cô Tô, có mưa to đến rất to. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Đến sáng 8 tháng 9, thành phố Hạ Long và nhiều nơi tại Quảng Ninh vẫn mất điện. Tính đến đêm 7 tháng 9, tất cả các trạm biến áp 500 kV và 220 kV khu vực Quảng Ninh đều bị sự cố, như trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh, các trạm biến áp 220 kV Hoành Bồ, Vật Cấp, trạm biến áp 220 kV Hải Dương 2, Tràng Bạch thuộc khu vực tỉnh Quảng Ninh, làm mất điện toàn trạm. Các đường dây 500 kV từ phố nối đi nhiệt điện Thăng Long, từ Quảng Ninh đi trạm 500 kV Hiệp Hòa, rồi từ Quảng Ninh đi nhà máy nhiệt điện Mông Dương đều bị sự cố. Ngoài ra, một loạt các đường dây 220 kV như đường dây Quảng Ninh Cẩm Phả, Hải Hà Cẩm Phả, Hoành Bồ Sơn Động bị ảnh hưởng. Trước đó, theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến 21 giờ ngày 7 tháng 9, do ảnh hưởng bởi gió bão lớn, nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối bị sự cố hoặc phải cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Ở thời điểm tối 7 tháng 9, lượng khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão ở một số tỉnh, thành phố phía Bắc như sau: Quảng Ninh trên 95%, Hải Phòng trên 95%, Bắc Giang khoảng 70%, Hà Nam khoảng 30%, Nam Định khoảng 34%, Phú Thọ 20%. EVN cho biết các đường dây bị sự cố do ảnh hưởng bão sẽ được các đơn vị điện lực tập trung xử lý, khẩn trương khôi phục cấp điện ngay sau khi bão tan. Bão số 3 Yagi đã làm 4 người tử vong, 13 người mất tích. Theo báo cáo thống kê sơ bộ ban đầu của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã có 4 người tử vong, 78 người bị thương do bão số 3 Yagi. Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bão số 3 đã gây ra hàng loạt sự cố tai nạn trên biển. Tàu Tiến Thành 05, tàu Cần Cẩu, phương tiện thủy nội địa thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Logistics Quảng Ninh neo tránh trú bão tại Vũng Đục, Cẩm Phả bị mất tích cùng 7 thuyền viên. Tàu cá biển Hồng Gai thuộc Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh khi neo tránh bão tại khu vực Hàng Bồ Nâu. Trên tàu có 7 thuyền viên đã bị mất tích. Tàu Lai Hạ Long 8 đã vớt được một thi thể, 6 thuyền viên còn lại của tàu đang mất tích. Về tàu thuyền, 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu, Quảng Ninh. 1 tàu vận tải Huyền Trang 2 Hải Phòng bị đứt neo trôi dạt. Về điện lực, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương mất điện diện rộng. Về nhà ở và cây xanh, nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng ngàn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang. Theo bản tin mới nhất về bão số 3 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 16 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh đến Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, tương đương 103-133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 15-20 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 105,7 độ Kinh Đông. Trên đất liền phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15-20 km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 102,8 độ Kinh Đông. Trên đất liền phía Tây Bắc Bắc Bộ, sức gió dưới cấp 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15-20 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động.
Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!